theo quy đê của Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Từ 0 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2021 dỡ bỏ phong tỏa 14 ngày khu vực nhà tôi. Ôi vui quá là vui. Ai đã từng trải qua trong chiến tranh hơn nửa thế kỷ trước, biết được nỗi khổ của vùng dân lập ấp là như thế nào. Và biết được cảm giác tuyệt vời khi phá hàng rào ấp chiến lược những năm 1964-1965, được trở về với ruộng vườn, với không gian trời đất mênh mông, với bướm hoa, chim trời cá nước. Trong niềm sung sướng này, sáng nay, xin mời mọi người ly cà phê đen thơm thơm. Còn chiều, tính sau. Cà phê đen, từng giọt nắng em, đầy thêm vũng tối, chất ngọt bóng đêm, đắng ngon đáy tách, cạn lòng thơm, từng giọt nắng anh, kề môi ấm mút, nhấp ngụm tràn trề, tê mê đầu lưỡi, đầy ngậy bùi, đen, cà, phê, phê. Hãy subscribe.
nồng